Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm Quý Mão hay chưa quý vị? Đây là bộ chỗ hậu cần của ban trị sự xã Bình Chánh. Đại đang chuẩn bị đẩy thuyết giảng một lớp. Ban bữa nay là ban thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đây là ban hậu cần để chuẩn bị sẵn một lát là dưới khách dự lễ xong là sẽ đẩy đó nghe chưa quý vị. Đây là hậu cần của xã Bình Chánh, ban trị sự xã Bình Chánh đã chuẩn bị đây đầy đủ hết chưa nghe chưa quý vị. Quý vị tới dự lễ thuyết giảng xong là sẽ có phần ăn nha chứ quý vị. Ăn nữa là các thành viên là hậu cần của ban xã Bình Chánh nha chứ quý vị. Không phải hậu cần. Ban hậu cần ở đây là chuẩn bị đồ sẵn đẩy quý vị nha chứ quý vị. Đây là phía sau hậu cảnh của bạn chị trợ xã Bình Chánh đang nghe quý vị. Cô này là phục vụ hậu cần ở phía sau ban trị sự xã Bình Chánh đó nghe chưa quý vị. Dạ, cô này là phục vụ cho chưa quý vị đó nghe chưa quý vị ơi. Dạ, đây là cô đã bắt mâm sẵn luôn nghe chưa quý vị ơi. Hấp dẫn cho chưa quý vị ơi, gói bánh tráng luôn nè chưa quý vị ơi. Đây là phía sau hậu cần đó nghe chưa quý vị. Tới dự lễ thuyết giảng xong là mình sẽ dùng nữa chưa quý vị.
Thank you.